ngày bên em anh khó thêm vì không nói được ra. Là gần em anh luôn thấy đau, anh luôn thấy cách xa. Vì tình bạn che đôi mắt em bao năm tháng ngày qua. Không bình thường như xưa giữa hai chúng ta. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu. Không giấu em được nữa đâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu. Để dính anh online suốt bao đêm dài, làm em cười vì nhận được những tin nhắn anh đã viết lại, làm em suy tư vì từng câu chữ mà anh đã reply. Với mắt trái tim anh muốn nói gì à? Và đã quá lâu anh giữ cảm xúc này lại, vì anh mong mình say này sẽ nhanh phai, nhưng tình yêu cho em mãi mãi quay lại, mãi không phai, mãi đến dài. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu. Không giấu em được nữa đâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Bao năm tháng ngày qua, không bình thường như xưa giữa hai chúng ta. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu. Để dính anh online suốt bao đêm dài, làm em cười vì nhận được những tin nhắn anh đã viết lại, làm em suy tư vì từng câu chữ mà anh đã reply. Với mắt trái tim anh muốn nói gì à? Và đã quá lâu anh giữ cảm xúc này lại, vì anh mong mình say này sẽ nhanh phai, nhưng tình yêu cho em mãi mãi quay lại, mãi không phai, mãi đến dài. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì? Vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu. Không giấu em được nữa đâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu.
nhận ra anh thường dồn nỗi đau vì em đã trói anh trong friend zone quá lâu. Bên em anh khó thêm vì không nói được ra, là gần em anh luôn thấy đau, anh luôn thấy cách xa. Vì tình bạn che đôi mắt em bao năm tháng ngày qua, không bình thường như xưa giữa hai chúng ta. Em muốn chúng mình là gì, vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn, anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì, vì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn, đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, không giấu em được nữa đâu. Anh đã thực sự yêu em quá lâu, quá lâu. Quá lâu, quá lâu, quá lâu. Em ơi hãy nghe, anh muốn là người đàn ông làm em thao thức để dính anh online suốt bao đêm dài. Làm em cười vì nhận được những tin nhắn anh đã viết lại, làm em suy tư vì từng câu chữ mà anh đã reply. Với mắt trái tim anh muốn nói gì à? Và đã quá lâu anh giữ cảm xúc này lại, vì anh mong mây say này sẽ nhanh phai. Nhưng tình yêu cho em mãi mãi quay lại, mãi không phai, mãi điên dài. Em muốn chúng mình là gì, vì anh muốn chúng mình là hơn.